chốt và chốt các bác nhá. Em xin được cảm ơn các bác của anh em rất rất nhiều ạ. Và thưa các bác cùng toàn thể quý anh chị em thân mến, em xin được test cái combo của anh trai khác đúng không ạ? Vâng ạ, vợ em sau chưa nhiều tuổi lắm mà đã gọi là tai, đã gọi là nghe đã ngấy ngán này đúng không? Anh khác có địa chỉ tại xã Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Chốt một set combo có tổng trị giá là 24.700.000 đồng. Vâng ạ, xấp xỉ 25 triệu. Em xin mời các bác của anh em cùng tham khảo chất âm nhé. Xong set này thì em sẽ tranh thủ đi lắp set này. Đấy, set này thì chú không phải chú, chú Hiền sao anh nhỉ? Chú có địa chỉ tại huyện Nam Sách, Hải Dương. Vâng ạ, chú vừa ứng tiền mà chú về trước rồi ạ. Xong set này là em xin phép là sẽ cơm trưa một chút ạ. Vâng ạ, hôm nay là ngày 29 Tết, giờ này là cũng đuối rồi nhưng mà rất là vui, vẫn được phục vụ các bác của anh em các bác nhá. Đây, set của anh trai khác đây ạ. Đẩy PS6002 5.500.000 đồng. Quả lưu nguồn Asney AL8 Limited 2.300.000 đồng. Nhưng riêng trong clip này em xin chia sẻ là để cho anh là giá là 2 triệu, vì là anh rất là cố để sử dụng ạ. Vang PSKX9 2.600.000, mic PSVK6 2.800.000, đôi loa B3 Zmangzi 212, vâng ạ, giá 11.500.000. Đó là cả set của anh, tổng trị giá là 24.700.000, xấp xỉ 25 triệu. Em mời các bác của anh em tham khảo chất âm nhé. Giờ tôi mua nước gạt kính rồi đấy. Rồi ạ, cảm ơn anh trai rất nhiều nhá. Đây là mình đã như này là cố rồi đúng không ạ? Cứ bảo mua 20 bây giờ lên hẳn 25 rồi ạ. Anh em nào đến cũng phải cố một chút ạ. Vâng, em mời các bác của anh em nghe chất âm nhá. Chốt các bạn. Đây là hai bộ các bác nhá. Đằng sau một bộ nữa đây ạ. Em đi lắp luôn đấy các bạn. Đây đằng sau một bộ là lắp sang chiều ngày hôm nay, chiều 29 này. Ok, cảm ơn anh em luôn quan tâm tin yêu ủng hộ. Bộ này 25 triệu đồng. Của nhạc to nhỏ của micro tăng giảm echo các bác nhé, rất dễ dùng đấy. Và khi tắt đi ấn nút SVKF đẩy tắt, vang tắt, micro tắt đúng không ạ. Buổi tối các bác không sử dụng nữa, hoặc các bác đi tham quan du lịch về quê chẳng hạn đúng không ạ, các bác gạt át sang bên trái đảm bảo là rất là chuẩn chỉ luôn đúng không ạ. Con này có lọc nguồn, có lọc nhiễu, phích cắm rất chắc các bác nhé. Ok chưa? Còn đây ạ, cũng thế là ấn SVKF đúng không ạ, đẩy tắt, lâng, vang, micro. Bộ này là 59.500.000 đồng, không có micro và cro vì chú đã có micro rồi cả nhà nhá. Ok, cảm ơn các bác của anh em rất nhiều, cảm ơn anh trai khác nhá. Vâng ạ, hôm sau lại tiếp tục sang ủng hộ bộ lưỡi anh ạ, đúng không? Đầu xuân năm mới sang ủng hộ bộ lưỡi nhá. Rồi, cảm ơn các anh rất nhiều ạ. Và em xin phép gửi lời chào các bác cũng như là toàn thể quý anh chị em nhá. Hẹn gặp lại các bác cũng như là toàn thể quý anh chị em ở một clip tiếp theo. Một nữa xin được cảm ơn các bác của anh em ủng hộ chốt liên tục cùng một nút các bác nhá. Đấy, 3-4 bộ karaoke và ngày hôm nay đây là bộ thứ 6, thứ 7 lên đường rồi. Cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ.